không sao đâu đi vô làm sao quen tôi lúc bắt đầu từ như vậy đó. Em thấy gặp điều này rồi không? Anh điều gì đứng lại, anh đang chờ lại, anh hết sức rồi. Hãy đọc một câu thần chú, thần chú nào khi đọc thật sự rồi em tự nói với mình sẽ làm được 1 km nữa thôi. Có thực sự có áp dụng đấy, anh thử đi. Như vậy rồi. Đúng rồi. Không có cái gì là anh giải quyết được. Cậu ấy đi rồi. Tôi chạy chậm quá. Không sao. Điều quan trọng nhất là cậu đã hoàn thành được. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tất cả. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Anh có thể biết tại sao mỗi khi anh muốn chạy lại chạy tôi luôn. Mẹ anh có muốn anh nghe không? Anh cứ nhìn mãi qua đời. Anh muốn làm gì anh yêu thương vậy? Đó là một đối tượng tốt. Tại sao người ta lại gọi là vậy không không? Một tập năm trước của mình nên là một mặt đường sạch kiếm hiện kế hoạch của họ có sự kiện cầm đến tại đồng bằng Malacan và chạy muốn chạy lên rồi họ sẽ đi tìm đến Aten và tấn công từ đội điểm phía nam. 10.000 quân Hy Lạp chủ thành phố 2 km từ Athens đến Marathon. Để nói lại một phần từ giải thích hiện tượng đánh giá diễn ra, quân Hy Lạp thắng và họ rất ngạc nhiên. Họ thấy thường của quân Ba Tư đúng là thành phố. Vì vậy, họ thấy một chiến giả tên là Tây Đức Kỳ Đề đã dạy Athens và đó là chiến thắng và đánh có họ chủ địa thiên nhiên. Vì thế được kiểm trợ và đội bộ của Hy Lạp. Vì thế, Tây Đức Kỳ Đề đã dạy Athens. Còn bố nói của Hy Lạp, má sao mà không chạy được nữa. Đi xe máy. Em có muốn anh đưa về không? Được rồi, được. Em sống với ai? Sao cưng? Em sống với ai? Em hỏi với bố mẹ. Em có bạn trai chưa? Còn hỏi đó có liên quan gì đến cho biết không? Em chỉ hỏi thôi. Em không được hỏi. Không có bàn tay đâu. Anh nhìn thấy được không? Cảm ơn Hiếu. Không có gì. Cô đang hết 3 tuần này trước. Gặp em sáng chương trình nhé. Anh biết anh. Anh biết anh. Anh biết anh. Anh biết anh. Được rồi. Anh có gì không? Được.
Life happens in the chase.
Thank you.
Xin lỗi, mắt anh đã được nâng cao chưa? Đi thôi, một phút thôi. Mời lên tiếng luôn. Thank you.
Các bạn bây giờ hôm nay thì có được 10 km. Đi vô thì có được 2 km. Chào chị.